Trời đất ơi, chỗ nào người ta vui á, thì mình nói vui thôi. Hoặc là mình thích người ta thì mình nói chuyện sao cho người ta gây thiện cảm với người ta. Mấy em mở miệng ra mấy em á, nói người ta lồn cặt này kia kia nọ, rồi mấy em chửi người ta gì này kia kia nọ. Để cho làm chi? Để em muốn được, các em muốn được chị chửi cho các em nghe kiểu vui hả? Vui thì cũng có vui, nhưng mà nó tùy trường hợp thôi. Chị có thể chửi cho em, chửi các em kiểu vui mà. Chứ đâu thể nào mà các em chửi chị để cho chị chửi lại. Mắc dạy vừa phải thôi chứ. Trời đất ơi trời, không lẽ ở nhà ba mẹ mấy em dạy mấy em vậy sao? Đúng không? Facebook là cái để vui, cái vui thôi. Thay vào đó em hỏi chị một cái câu gì dễ thương, chị trả lời dễ thương, chị vui, chị cho, làm cho mấy em vui cũng được. Chứ đâu phải là mấy em cứ chọc cho chị chửi để chị chửi lại để nó làm niềm vui đâu. Không lẽ các em cũng có học thức mà, các em cũng được cha mẹ cho ăn cho học mà. Không lẽ lời hay ý đẹp các em không xứng đáng được nhận hả? Các em chỉ xứng đáng được nghe chửi thôi hay sao? Không muốn nghe lời hay ý đẹp à, chỉ muốn nghe chửi thôi à? Chị là tại vì chị không có gần tụi em thôi. Chứ chị mà ở gần tụi em chắc chị móc lồn tụi em quá. Ở nhà mẹ cha chửi một câu thì trả lời son sỏn. Lên đây mà đặt kêu idol chửi mình, ngu ngục vừa phải thôi chứ. Đó là sẽ là cái câu của những Phật sống online mọi người. Đó là câu mà Phật sống online hay nói đó. Đó, chị cũng muốn giống các em, chị cũng muốn ngây thơ vui vẻ đối diện với các em, nhắc với chị là ôi một cô bé ca, một người chị gái Kabi siêu hiền và siêu dễ thương. Chị cũng muốn được các em nhớ tới chị với một hình ảnh siêu dễ thương, chứ đủ má cái bài chọc cho tao chửi hoài. Sau này tao có con có cái lên, mỗi lần mà nhắc tới ca mẹ tao, nè con đĩ mẹ, mẹ con Kabi á, xưa chửi người ta dữ lắm đó. Đau lòng không? Nghe mà đau lòng không? Mặc dù chưa có con mà nghe mà người ta chọc ghẹo con mình, chị mình cũng đau lòng với cả nhà đó. Giờ đó các em sống cho mấy chị, sống tạo cho chị một cái hình ảnh siêu dễ thương đi. Hay gì đó, ai mà nhắc tới ví dụ như sau này chị có con đi, ê hồi đó mẹ mày á dễ thương lắm á. Vậy ví dụ như sau này nhắc tới mẹ của một tí á, mẹ của một tí á, ồ dễ thương lắm, lo làm nó biết con ơi, dễ thương cực kỳ luôn. Mẹ một tí á vừa đẹp mà vừa kiếm tiền giỏi nữa, nghe hãnh diện không? Còn không thôi sau này cái mày chọc tao chữ ghét mà tao khang tiếng, sau này mà ai nhắc tới mẹ một tí, trời ơi trời, đĩ mẹ đó hả, lên Facebook chữ dữ lắm, đĩ mẹ đó cái miệng dữ lắm. Chị tội nghiệp em mấy chị, hãy để em có một cái gì đó gọi là trong mắt của mọi người đi cả nhà. Hello nha mọi người. Kêu về chưa? Tao xong rồi. Đúng không mọi người? Đúng không mọi người? Cái giật đó.